khi gặp gỡ hai đội chơi ngày hôm nay thì chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ban giám khảo chuyên môn: nhạc sĩ Lê Quang, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 50 khán giả tại trường quay. Ngay bây giờ quý vị sẽ gặp gỡ hai đội chơi, họ đến từ đâu, họ làm nghề gì, xem có quen với khán giả truyền hình không nhé. Nhạc sĩ Đỗ Hải, một người con của đất Tiền Giang, anh đã dành trọn cả tuổi trẻ của mình cho đam mê với âm nhạc. Từ thuở thiếu niên mới 15 tuổi, Đỗ Hải đã cùng cây đàn guitar đi khắp mọi miền Tổ quốc, mang tiếng nhạc của mình phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Cho đến nay, sau gần 40 năm, âm nhạc vẫn gắn liền với cuộc sống của chàng văn công năm nào. Đỗ Hải có những người bạn, những người em gắn bó sâu sắc với anh từ thuở bé. Họ đã cùng đứng với nhau trên nhiều sân khấu ca nhạc lớn nhỏ. Rồi sau đó, vì lý do cuộc sống gia đình, mưu sinh, kẻ Nam người Bắc, người ở nước ngoài mà ngẫu hứng tạm phải tách rời một thời gian dài. Xin chào các bạn. Chúng tôi là ban nhạc ngẫu hứng. Ban nhạc đã được thành lập vào tháng 5 năm 2013. Cả các thành viên trong ban nhạc thì làm nhiều nghề nghiệp khác nhau, có những cái xuất phát điểm khác nhau, nhưng mà tự chung hết thì chúng tôi đều là những cái người lớn lên từ Mỹ Tho. Và dù có đi đâu, ví dụ như anh Hùng đã đi Sài Gòn, tôi thì đã đi sống ở nước ngoài. Và cuối cùng thì vì âm nhạc của chúng tôi cũng hội tụ về đây và thành lập ra một cái ban nhạc mà chúng tôi chơi và phục vụ ngẫu hứng cùng với tất cả mọi người ở cái thành phố Mỹ Tho yên bình. Cuộc thi gia đình tài tử không chỉ là nơi ngẫu hứng thể hiện tài năng của mình, mà còn là nơi để các thành viên tụ họp lại với nhau, cùng sống lại khoảng thời gian cháy hết mình với âm nhạc năm nào. Nhóm nhạc ngẫu hứng, hết mình vì âm nhạc. Xin chào các chàng trai, các cô gái rất là xinh đẹp đến từ quê hương Mỹ Tho, Tiền Giang. Xin chào ban giám khảo, xin chào ban tất cả các bạn, xin chào tất cả những gia đình chúng ta. Khi mà xem video clip đó thì thấy rằng nhạc sĩ Đỗ Hải đã bắt đầu chơi nhạc năm 15 tuổi và anh đã có cái cùng với cái đàn guitar đi khắp các vùng miền để phục vụ các chiến sĩ, đúng không ạ? Ngày xưa là anh đi chiến trường nào anh Đỗ Hải? Ngày xưa thì cái lúc năm cuối năm 79 tới 80 thì tôi và tất cả các đồng đội đi qua bên Campuchia, ở bên Oran cách xa Thái Lan khoảng 7 cây số, và phục vụ ở Busat, phục vụ ở nơi chiến hào. Và nhiều khi có những kỷ niệm rất là vui, đang là đàn, đang là hát phục vụ bộ đội thì pháo kích đùng một cái là tất cả các ca sĩ chạy xuống, ôm cái đàn xuống, đứt dây xong rồi cái hát tiếp 5 giây, chỉ còn có 5 giây thôi, vẫn chơi. Một giây vẫn chơi, đúng không? Rồi các bộ đội và tất cả anh em rất là thích. Thì bên cạnh đó thì tới các nhà dân thì có dạy cho chúng tôi một bài hát, cũng nhớ nôm na thôi. Ở đây có một anh bạn cũng đi chung. Đây là anh ban nhạc anh Hùng. Xin mời anh Hùng bước lên ạ. Bây giờ có thể hai anh em chúng tôi hát một hai lời trên cái bài đó. Xin sợ bài ô cha. Sợ nàng ô cha, nhưng xôi xa xuyên lầm trên tàu nào. Sợ bèn ôi cha, nhung son đôi ba xóm ba rư tê. Nên cờ đứng đê, rốt chạy khó mẹ bón rùm đất thăm mây. Ở cá rây thập mây, cá răng áp mây bán cơm chạy ô hơi. Sen sợ bài, sen sợ bài ô cha. Sen sợ bài, sen sợ bài ô cha. Thưa quý vị, đó là ban nhạc đầu tiên xuất hiện. Còn bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu quý vị ban nhạc thứ hai. Họ đến từ đâu, họ làm nghề gì? Xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình. Đây là Burak, chàng trai đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hello everybody. This is my family, my mom, Aynur and my dad, Jim. Like it's been 5 years that we came here. I have a happy life in Vietnam. We are happy to be together for a long time and I hope this will go better and better, happier. Hiện tại Burak cùng bố mẹ mở một nhà hàng tại Việt Nam. Anh tự mình vào bếp cùng mẹ chế biến các món ăn truyền thống của đất nước mình. My mom. Thank you. Okay.
những khách hàng quen thuộc của nhà hàng cũng là những người bạn thân thiết có chung với Burak một niềm đam mê âm nhạc. Họ là ban nhạc White Noise. White Noise xuất thân là một ban nhạc rock nữ với phong cách biểu diễn đầy cá tính, sôi động và có sức hút mạnh mẽ trên sân khấu. White Noise đã giành được không ít sự yêu mến của các bạn trẻ yêu rock. Thế nhưng bên ngoài ánh đèn sân khấu, White Noise còn có một hình ảnh rất khác. Cách suy nghĩ rất là giống như nghệ sĩ ấy, và không có bao giờ nghe người khác, thì nghe trái tim của bản thân của Hà thôi. Cái dòng nhạc của White Noise hơi kén người nghe, hơi không có nhiều người nghe, nhưng mà thật sự những người nào thật sự yêu nhạc và đam mê nhạc thì sẽ rất là thích White Noise vì cái nhiệt huyết và cái tình cảm trong tất cả những bài hát của White Noise sáng tác. Xin chào cả nhà White Noise. À, tôi thấy trên kia có một chàng trai cũng rất đẹp trai làm bếp đúng không? Anh biết tiếng Việt không? Sorry, chúc. Anh đến từ đâu? Anh là nơi Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng Thổ rồi. Nhĩ Kỳ có món ăn nào ngon nhất? Có món ăn kebab. Kẹo bắp hả? Kebab. Kebab. Chè bắp. Kebab. Kebab là bánh mì kebab. À, kebab và bánh mì. Bánh mì kebab. À. Rồi anh đến Việt Nam lâu chưa? Quan 5 năm rồi. 5 năm. Ủa, Burak với lại Burik. anh tên anh gì? Anh trai tên là Kirk Han. Hả? Kirk Han. Tiếng Việt là Cú Han. Giống như là Cú Han. Đu Han. Cú Han. Cú Han hả? Trời. Anh tên Cú Han. Ủa sao giống hai người anh đứng sát bên dạ. Mở kính ra. Wow, hai anh em sinh đôi. Đẹp trai. Yeah, come on, come đẹp on. Trai hơn Vũ Quốc Việt. Bạn thấy đất nước Việt Nam chúng tôi như thế nào? Anh thích nơi Việt Nam. Anh thấy dăm bán, you know, friend, dăm gia đình, dăm bán. Tức là Burak thấy là người Việt rất là friendly, giống như là người Việt rất là thân thiện và thấy mọi người giống như là gia đình của mình. Đúng là người Việt thân thiện lắm. Anh có thích lấy vợ Việt không? What? Do you want a Vietnamese wife? Muốn. Chưa có. Và tôi hỏi bạn Hà chút xíu. Khi mà đến âm nhạc thì như là bạn rất là cháy bỏng và bạn yêu âm nhạc từ lúc bao nhiêu tuổi? Em nghĩ rằng em yêu âm nhạc từ lúc mà còn rất là nhỏ luôn. Còn rất nhỏ. Yeah. Tại sao bạn lại chọn dòng nhạc mà phải nói cái xu hướng hiện nay ít có người thích? Em không có chọn một cái dòng nhạc riêng cho mình, mà em nghĩ rằng là tức là cứ để cho âm nhạc nó nói lên con người của mình, chứ mình không có chọn một cái loại âm nhạc để mình theo đuổi nó. Rồi, cảm ơn bạn Hà rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến phần thể hiện của hai đội Ngẫu Hứng và White Noise. Và giờ đây họ sẽ bốc thăm xem đoàn nào thi trước và đoàn thi sau. Xin mời đại diện nhóm. Mời. Ngẫu Hứng số 1, White Noise số 2. Tất cả chuẩn bị. Cuộc thi bắt đầu. Ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào. We'll be right back.
tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Ngày mẹ ru con yêu yêu chưa hè, một lượt nước lũ bắn cả giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ ngày kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một thời ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một người. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ ngày kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, số điểm từ ban giám khảo khán giả bắt đầu. Quá tuyệt vời, chúc mừng nhóm Ngẫu Hứng. 100 điểm từ khán giả dành cho đội Ngẫu Hứng. Không, bây giờ những giai điệu đó có chạm đến trái tim của ban giám khảo chuyên môn hay không, chúng ta chờ xem. Xin mời nhạc sĩ Lê Quang. Nhìn cái hình ảnh những con sông rồi cánh đồng nó rất là mát. Cảm ơn ban nhạc Ngẫu Hứng đã cho một luồng gió mát của tuần này trong ngày hôm nay. Cảm ơn ban nhạc Ngẫu Hứng. Về chuyên môn thì Lê Quang rất là thích cái acoustic như thế này. Nhưng mà có một điều là cái phần dựng bè đó thì là rõ ràng là nó rất là hòa quyện, nhưng mà nó không dày và nó không sâu lắm. Nên vậy là mình cứ bị bè nổi nhiều quá, mình thiếu cái bè dày ở dưới. Anh Hải đánh acoustic thì rất là tốt rồi, nhưng mà hai anh đánh guitar thì lại đánh trùng quãng nhiều quá. Đâm ra hai người đánh mà nghe như có một người. Nếu có dịp thì chúng ta chẳng hạn một người đánh một cái quãng khác thì rõ ràng là người ta nghe ta cảm thấy nó rất là dày, nó nhiều nhạc cụ trong đó. Cái điều thứ ba nữa là Lê Quang nghĩ bài hát này anh tắc xê nhiều quá, nhất là đoạn cuối tắc xê từng chữ, có nghĩa là người nghe người ta cảm giác nó bị nấc. Thường có nghĩa là ta hát 4-5 chữ, tắc xê hát 4-5 chữ cuối cùng thì rõ ràng là cái tim khán giả, cái độ nghe khán giả nó mượt mà, nó êm ái hơn. Tại vì cái bài này nó thuộc dạng như vậy, các anh đang hòa âm là dạng như vậy. Nếu được thì các anh có thể suy nghĩ thêm về cái hướng mà Lê Quang góp ý. Nhưng nói chung là một bài hát rất là thành công. Nhạc sĩ Lê Quang vừa nói đến cái việc tắc xê, cái đó là cái từ chuyên môn, nhưng anh có thể giải thích khán giả cụ thể tắc xê là gì? Tắc xê có nghĩa là dừng lại đột ngột đó. Đang hát nha, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy, đó là dừng đột ngột. Giống như săn cốp vậy đó. Tắc xê khác săn cốp. Tôi không hiểu chuyên môn nhưng mà khán giả cũng sẽ hiểu được. Tức là tắc xê là dừng lại rồi hát tiếp, dừng lại hát tiếp. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Chào ban nhạc Ngẫu Hứng. Và nhất là rất là ngưỡng mộ anh Đỗ Hải, là vì anh có cái hòa âm
rất là, phải nói là làm mát tai mọi người á, miên man. Và cái ngón đàn của anh rất là điêu luyện. Nhưng mà chỉ có cái đoạn á, là đầu tiên á, vô, ví dụ như mình hát là cái điệp khúc trước rất là hay. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Nhưng mà anh phối bè cho tất cả mọi người hát vocal, nó bị gọi là staccato, tức là hát ngắt á. Ngày ấy đâu rồi. Tại vì thường thường cái đó là cái lời hát người ta nói về cái ký ức, hỏi cái ngày tuổi thơ đẹp đó đâu rồi, miên man như thế. Thì anh bị giật á, giật cái người ta cảm thấy cái tuổi thơ nó hơi bị gập ghềnh. Cái lúc mà ba cô gái hát á, mà lúc mà chị cao nhất á, mà có tóc xoăn á, tóc rất là đẹp, nhưng mà chị hát quá đau khổ. Phải nói rằng ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Mình hát về cái tuổi thơ mình đẹp như thế, mặc gì mà mình phải đau khổ, giống như là mình mất cả một tình yêu đang trước mắt và một tài sản đồ sộ như vậy. Không biết đâu đó là cái đó, cái thủ pháp của người ta. Ai cũng có tuổi thơ dữ dội hết, tuổi thơ khắc khoải, tuổi thơ đau khổ. Tuổi thơ đau khổ, tuổi thơ khắc khoải là của riêng bản thân mình. Nhưng tôi thấy rằng đa số ai cũng tuổi thơ khắc khoải hết trơn á. Nhưng mà đây mình đang hát, mình đang hát truyền đạt một cái bài hát của nhạc sĩ Từ Huy, một cái bài hát nó miên man về tuổi thơ rất là đẹp. Thì có lẽ rằng chị hát những cái bài nhạc tình hoặc là hát nhạc pop rock quá, nó quen rồi. Thì mình hát cái bài này nó cũng cái phong cách mình cũng như vậy, nhưng mà mình phải để ý là cái lời nó tươi trẻ, nó nhẹ nhàng, thì mình cũng không dạ gì mình phải đau khổ. Tại vì nếu mà mình đau khổ thì người ta lại tưởng tượng mình đã hát về một cái tuổi thơ nó bị dập dùi quá. Mà hy vọng rằng mỗi khi chúng ta trình bày bài hát này thì ban nhạc Ngẫu Hứng chúng ta sẽ tươi hơn. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cho điểm từ ban giám khảo chuyên môn, xem đội Ngẫu Hứng có bao nhiêu điểm. Số điểm bắt đầu. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt 86 và nhạc sĩ Lê Quang 90 điểm. Như vậy là tổng số điểm của nhóm Ngẫu Hứng tổng cộng là 276 điểm. Chúc mừng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của White Noise. I'm just keep passing.
Chúng ta vừa đến với phần biểu diễn rất là sôi động của nhóm White Noise. Còn bây giờ chúng tôi muốn nghe lời nhận xét từ ban giám khảo khán giả. Màu xanh hay là màu đỏ? Chúng ta chờ xem. Vẫn là 100% khán giả yêu thích. Còn bây giờ thì sẽ là góp ý từ ban giám khảo chuyên môn. Xin mời. Trong cái buổi hôm nay thì rõ ràng có hai trạng thái. Trạng thái trước là mát và trạng thái của White Noise là nóng. Style này thì đối với Lê Quang không có gì lạ. Vấn đề là Lê Quang muốn thấy các bạn thể hiện nó có gì sáng tạo hay không thôi. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta cần nên hát rõ lời. Để khán giả họ cảm nhận được một bài hát thì họ phải biết lời hát nó như thế nào. Các bạn chơi nhạc cũng rất là tốt. Tôi thích nhất cái đoạn riff guitar, đoạn giữa của bạn đánh guitar. Rất là hay. Các bạn Lê Quang cứ cảm nhận trong nền nhạc rock mà có một tiếng đàn trưng nó lọt vô rồi đó. Quang đánh kiểu đàn trưng rất là hay. Rất là đáng khen cái đoạn riff guitar đó. Về tổng thể thì các bạn không có điều gì để có thể là nói được. Các bạn chơi một thể loại âm nhạc nó có cá tính. Thật sự là Lê Quang cũng lâu rồi không có nghe một bạn nữ mà vừa đánh guitar vừa hát. Lê Quang rất là thích cái hình ảnh đó, rất là ấn tượng, rất là chúc mừng cho bài hát của các bạn. Thật sự bạn hát không rõ lời cũng sao, nhưng mà phát âm nó phải rõ. Ví dụ như bạn hát tiếng Anh hay là tiếng Pháp á, thì người ta phải nghe, có thể là người ta không dịch được, nhưng mà người ta vẫn biết đó là tiếng Anh, hoặc là đó là tiếng Việt, hoặc là đó tiếng Pháp. Còn cái vấn đề mà hiểu hết cái câu chuyện hay không, đó là quyền của người khác. Nhưng mà ban nhạc của mình thì rất là hoàn thiện và chuyên nghiệp. Riêng việc vẫn thích cái phong cách của bốn người là vì sao? Bốn người, bốn phong cách khác nhau. Nhưng mà tập hợp lại thì các bạn đã cháy. Xin cảm ơn các bạn. Chúc mừng White Noise. Chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Vũ Quốc Việt 86 và nhạc sĩ Lê Quang 90. Tổng số điểm của White Noise là 276 điểm. Thưa quý vị, theo quy định của ban tổ chức, nếu như hai đội bằng điểm nhau thì phần quyết định thuộc về 50 vị giám khảo khán giả. Và bây giờ thì đội White Noise và Ngẫu Hứng bằng điểm nhau 276 điểm. Điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ đến? Đối nào sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay? Chúng ta chờ xem. Đầu tiên sẽ là số điểm của ban giám khảo khán giả dành cho đội Ngẫu Hứng đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. 5 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Chúc mừng Ngẫu Hứng. Các bạn có 98 điểm. Có một người không bấm đèn xanh. Khi nãy đội Ngẫu Hứng biểu diễn bạn bấm đèn xanh. Bây giờ lý do tại sao bạn bấm đèn đỏ? Dạ, em muốn có một sự phân biệt rõ ràng ạ. Là em bị sức hút từ đội White Noise ạ. Sức hút đó là gì? Dạ, tính cách ạ. Tính cách. Cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là những giây phút hết sức căng thẳng, chờ đợi hồi hộp. 5 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Cột xanh hay là cột đỏ? Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã thấy có rất nhiều đèn đỏ nổi lên. 86 điểm dành cho đội White Noise, trong đó có 14 điểm đi mất đi. Khi nãy White Noise ha, biểu diễn bạn đã bấm đèn xanh. Lý do tại sao bây giờ bạn bấm đèn đỏ? Dạ, xét về tổng thể của hai đội thì nhìn chung hai đội đội nào cũng thể hiện như nhau. Bản thân em thì thích những thể loại như là dân ca trữ tình đầm thắm. Và bây giờ chúng ta nhìn lại bảng điểm. Ban nhạc White Noise 86 điểm và Ngẫu Hứng 98 điểm. Chiến thắng tuần này thuộc về bên Ngẫu Hứng. Chúc mừng! Còn bây giờ tôi xin mời ban giám khảo sẽ lên trao chiến thắng cho đội Ngẫu Hứng. Chúc mừng!